Đẹp rồi đó. Quay chủ nhật á, thằng Ben quậy. Ben vẽ gì đây? Bắt đầu coi Ben vẽ gì nha. Ly trà. Đây. Trà trong bình nè ha. Uống trà Bắc. Ê, cho chừng đổ cái ly trà của bác. Rồi. Đây, rồi để lên coi vẽ gì. À, tác phẩm nghệ thuật rồi. Gì đây? Ngôi nhà. À, trời ơi. Quá đẹp luôn. Dạ. Dạ tác phẩm gì quá đẹp luôn hả? Hả? Thằng nhỏ. Còn thằng kia thì đang ghiền YouTube. Đâu vẽ gì chưa? Vẽ tiếp coi. Rồi bấm gì á? Không quay nữa hả? Không vẽ nữa hả? Vẽ nó đi. Quay bắt hai phải không? Trung Quốc. Quay bắt hai chưa? Quay đi. Ừ, quay đi. Đâu? Quay thử bắt hai. Quay thử bắt hai. Đâu đưa cụ coi coi. Quay chưa? Gì chụp đâu hả? À? Hả? Đây nè. Đây. Quay cái cây ba lo. Ờ ba lo xỉn chưa? Xỉn là ngủ đi. Không. Hả? Không. Ở đây nằm ngủ nè. Hey. Ở đây ngủ. Uống 4 lon rồi không ngủ hả? Uống mấy lon không ngủ được. Giờ nằm chơi được có tại vì mỗi cái nào cũng có mà đều đặt một cái nè. Dạ. Ừ chứ mẹ nè. Đâu mẹ nè. Chưa để mà kiếm màu tưởng đâu luôn. Không cần bây giờ đặt bên đây là bà nội phải đặt bên kia. Cùng với mẹ đi. Đặt bên kia. Ừ. Chị hả? Con đâu biết chơi đâu chị. Mẹ. Không đọc được số mà chơi gì. Cái đó mẹ lấy theo con. Ben đọc được số không? Dạ. Ben á. Đọc được số không? Biết số không? Biết số chưa? Chưa biết. Biết rồi. Ngồi đi coi hả? Ủa mẹ với Khang là 10.000 à? Hai cờ. Ngồi tôi cũng đặt một chút nữa. Anh cắn quá. Có đi lại con nằm với bác hai. Ngủ với bác hai. Thôi bác hai. Phải gì nữa? Nhắn cho anh đặt cái lên. Ừ. Con nằm. Con nằm. Chính lo rồi năm. Số 5. Một đi đồng hồ. Rồi con có gì không? 43. Còn có hả? 43. Vô mất 11 rồi nó mới chạy. Nó sẽ không đứng kia. 6 chết. 3 nè.
Ben nó biết dò đâu. 16. Cái này giống như là cái số của Ben được mấy số rồi? Giờ này nó xịn rượu rồi, nó đâu có thấy đường mà đã. 36.29. Số 4. 39 đi. 72. 57. 39. Con kêu gì vậy? 59. Đó. 61. Xíu nó vừa kinh. 78. 30. 30. 70. Chưa trời, 7 mà nó kiếm 78 đó. Ở dưới 78 đâu? Con hồi nãy có 78 mà. Không có. Ờ có 78. Rồi 70 ha. Bởi gì nữa tới 70? 70 hình như không có à. Không có đâu. Chứ gì nữa. Giờ kêu lại nè. Số 2. Có. 78. Nè, nè kêu lại nè. Số 2, số 4. Ừ. 22, 29. Rồi tiếp. 30. Rồi. 30 đi nội, 30 nè. Rồi. 59. 59. 59 có. 57. Rồi có. 19. 19 có. 45. 45 có. 61. 61. Rồi. 72. 72 rồi. 78. 78 có. 78 rồi. Rồi 70. Giờ tới 70 nè. 70 hả? Ừ. Rồi. Mới đây thôi rồi. Chốn đâu mất tiêu rồi. Ở đây. 47. Đó. 47. Số 3. 58. 20. 20. 18. Cưng rồi, cưng rồi. Cưng rồi. Đi vô nhà đi đó. Đi về chợ chồng đi. 20. Chờ xíu rồi chị ba. Nào đi ba nó về. Anh dục chưa? Anh nhớ nó đặt vô. Cái thằng nó đi qua đi lại. Hoài. Nó vậy đi họ họ bên bờ đi chỗ nó này à, chỗ nào đúng à vậy. Tiền cho nó đó. Tiền á. Ừ. Giờ lâu quá hôm qua bà nội không nhìn mặt con Tiên là nhỏ nào người thành đi. 38. Giết con dâu mà nhìn không ra nó thâu nữa. 38. Biết người ta quên 38. Mặt nó ra sao nữa. Bây giờ nội vô trời. Đâu ngồi nói quá trời nói luôn chứ không có kinh coi đi. Đây con đây.
có hai đó. Trời ơi, sắp hết 100 ngàn nữa rồi. Ê Chi đó, ủa sao mình chưa uống mà thấy hết mẹ vậy? Nãy mình uống bỏ miếng rồi. Vô nghe. Ba. Đi đâu hả? Ba hả? Khùng, là nó rộng là không có hả hả. Cái này không 8 mà 80. Ủa chưa đặt tiền, hai ba đặt rồi hả? À, tiền không 8 mà 80. 80 với lại gì có không 8? 80. Số 8 là số 8 chứ không có 0. À không có 0 không? Ừ. 34. Hai mươi lăm, năm mươi lăm, mười lăm, mười lăm, nữa một chút nữa, tám hai. Mười một, số mười. Này mà bây giờ đi mua mấy cục sỏi ở chỗ nó bán cá đó. Ừ. Đặt được. Ba bảy. Ba bảy hả? Ồ, thả diều lên, lên cao rồi. Lên cao rồi. Rồi, ok, đứng ở đây là được rồi. Này diều quá lên rồi đó, gió lên đó, đã không, đã không, đã không, phải không? Ủa đâu? Nè, miếng này con cầm không? Con cầm coi chừng nó hạ xuống. Phải rồi. Ổng là thả có lên không Trung Quốc? Không. Không lên hả? Bữa cái dây kia, bữa cái dây kia. Đó, bây giờ nó lên rồi đó, thấy chưa? Lên cao luôn, cao hơn mấy con chim mén luôn kìa. Thả diều lên rồi nha, ai trong sân luôn đó. Nè Trung Quốc cầm phải coi chừng nữa nha. Đó, diều bay, bay cao hơn chim én. Quay bèn đi. Như chiếc máy bay. Một máy bay như nâng tới niệm. Ra khăn ấy thôi. Cây bần ổi này đã lớn rồi, có rất là nhiều trái, nhưng mà chưa nó chua. Tầm khoảng 10 ngày, 15 ngày nữa là mấy cái trái bần ổi này nó sẽ chua ăn được à. Đây là trái bần ổi nha, cây bần ổi. Đợt trước mình có quay rồi. Hôm nay nó lớn và nó ra nhiều trái. Đây. Những cái trái bần ổi. Lần sau về mình sẽ hái bần ổi này và chấm với lại muối ăn.
rất chua và rất ngon. Lên. Đó, phạch 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 rồi đó. Chúng nó à, nói vậy được chưa?